Thuận An, thành phố mới của Bình Dương, hội tụ nhiều điều kiện vượt trội có thể thu hút nguồn vốn đầu tư khủng đến từ các thương hiệu bất động sản hàng đầu thị trường phía Nam. Bên cạnh tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, Thuận An được Phát Đạt chọn làm nơi đất lành chim đậu nhờ lợi thế nằm ngay bên cạnh thành phố Thủ Đức, đồng thời tiếp giáp trực tiếp với quận 12, quận Gò Vấp của thành phố Hồ Chí Minh. So với những địa phương khác tại Bình Dương, Thuận An là thành phố duy nhất sở hữu hệ thống hạ tầng hiện đại, tập trung nhiều tiện ích quốc tế và khu công nghiệp kiểu mẫu, thu hút lượng chuyên gia trong và ngoài nước đến sinh sống và làm việc. Tiếp tục đẩy mạnh mục tiêu hoàn thiện cơ sở hạ tầng, sớm đưa Thuận An trở thành thành phố thông minh, Bình Dương quyết định quy hoạch quốc lộ 13 đoạn từ trung tâm Lái Thiêu tới đường Nguyễn Văn Thiết thành đại lộ tài chính, thương mại, dịch vụ lớn nhất tỉnh. Trên trục đường này, tỉnh sẽ ưu tiên triển khai các công trình dịch vụ, khối nhà cao tầng, các khu liên hợp, trung tâm thương mại sôi động và hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, để cùng với Bình Dương xây dựng nên một biểu tượng mới cho thành phố Thuận An, Phát Đạt đã hợp tác cùng với tập đoàn Danh Khôi triển khai dự án phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp Astro City tại mặt tiền quốc lộ 13. Và hiện tại thì Astro City đang được DKRA Việt Nam, tổng đại lý tiếp thị và phân phối giới thiệu ra thị trường. Và ngày hôm nay thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng với Quang Quý khám phá những điều đặc biệt chỉ có tại Astro City và tìm hiểu lý do thành phố của những vì sao lại nổi bật trên thị trường bất động sản ở Phú Đông nha. Hiện tại thì Quang Quý đang có mặt tại trung tâm thông tin của dự án Astro City nằm tại số 28 bis đường Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Và ngay bây giờ thì Quang Quý mời quý vị hãy cùng theo chân Quang Quý, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhiều hơn về thông tin của Astro City nha. Và thưa quý vị, ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng nhau xem là tính kết nối khu vực của Astro City tuyệt vời như thế nào quý vị nha. Ngay trước mặt Quang Quý là sa bàn của dự án và từ đây thì cư dân của Astro City có thể là kết nối với hàng loạt tiện ích đẳng cấp quốc tế mà ngay cả người dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận Bình Dương đều phải tìm đến. Nếu như mà quý vị di chuyển dọc chiều dự án khoảng 5 phút thôi, chúng ta sẽ đến với trung tâm thương mại Aeonmall Canary và đối diện đó chính là sân gớp sông Bé. Hoặc là 10 phút để chúng ta có thể là di chuyển đến với Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia. Tiếp tục di chuyển khoảng 10 phút nữa là chúng ta sẽ đến với địa phận thành phố Thủ Dầu Một. Còn nếu như mà quý vị chúng ta đi chiều ngược lại thì cũng chỉ trong 5 phút thôi, chúng ta sẽ đến với Lotte Mart và Bệnh viện BKMX. Hay là tiếp tục di chuyển chúng ta sẽ đến với Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc. Và rất là nhanh chóng sẽ tiếp cận với thành phố Thủ Đức và thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì quý vị có thể thấy là bao quanh vị trí dự án là hàng loạt các khu công nghiệp quy mô quốc tế như là V-Ship 1, khu công nghiệp Sóng Thần, Việt Hương và Đồng An và các tiện ích như là trung tâm hành chính của thành phố Thuận An và kế bên đó chính là chợ Lái Thiêu. Ngoài ra còn có các khu du lịch và giải trí. Bên cạnh đó thì giáp ranh về phía đông của Thuận An đó chính là thành phố Dĩ An thưa quý vị. Như vậy là chúng ta không thể phủ nhận Astro City chính là tâm điểm trái tim của các thành phố lớn. Thưa quý vị, với định vị là mô hình phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp duy nhất và lớn nhất tại Bình Dương ở thời điểm hiện tại, Astro City được bảo chứng bởi hàng loạt các thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng không chỉ là trong nước mà ngoài nước, có thể kể đến như tổng thầu thiết kế và xây dựng Central, ngân hàng tài trợ VB Bank, tư vấn và quản lý vận hành CBRE, đơn vị giám sát xây dựng Turner, đối tác cung cấp các thiết bị vệ sinh là Rita Võ Kohler hay đối tác cung cấp giải pháp nội thất là AKA. Astro City của chúng ta có tổng quy mô là 3,7 hectare, 8 tháp, cao tổng cộng 40 tầng mỗi tháp và bao gồm là 3 tầng hầm, từ 3 đến 5 tầng khối đế được dành hoàn toàn cho thương mại thưa quý vị và từ 35 đến 37 tầng dành cho căn hộ cao cấp. Mang phong cách kiến trúc đương đại, Astro City được thổi hồn bởi kiến trúc sư lừng danh thế giới Mark Edward Butler, tác giả của hàng loạt công trình nổi tiếng, có thể kể đến như là Quarter Cup tại Thế vận hội 2008. Và ở Việt Nam thì tên tuổi của ông gắn liền với những dự án nổi tiếng, có thể kể đến như dự án căn hộ City Garden hay là Kingdom 101, khách sạn Novotel Sài Gòn Central. Tại Astro City, các căn hộ cao cấp được phát triển đa dạng về loại hình, độc đáo về phong cách thiết kế để có thể là phù hợp với sở thích và nhu cầu của nhiều đối tượng cư dân khác nhau, như là căn hộ 1 phòng ngủ Millennial, căn hộ 2 phòng ngủ Term 4, căn hộ 3 phòng ngủ Kingsman,
Ngoài ra còn có là những căn office tower, căn hộ cao trần, căn hộ dual key và căn hộ sky villa. Một điểm đặc biệt là 100% căn hộ tại dự án đều có thể là đón gió và đón ánh sáng một cách tự nhiên, đồng thời sở hữu tầm nhìn đắt giá ôm trọn các thành phố lớn Thuận An, Thủ Dầu Một, Dĩ An. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy Landmark 81 ở thành phố Hồ Chí Minh và cả con sông Sài Gòn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa có một cái nhìn tổng quan về phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp Astro City. Và ngay bây giờ thì Quang Quý mời tất cả quý vị sẽ tiếp tục cùng với Quang Quý khám phá không gian trải nghiệm đẳng cấp của Astro City với 48.000 m2 diện tích bao gồm thương mại, hệ tiện ích, cảnh quan nội khu quý vị nha. Và ở đây quý vị có thể là theo dõi cùng với Quang Quý trên sa bàn Đây đó chính là 4 tầng trung tâm thương mại đẳng cấp sẽ kết hợp cùng với chuỗi boutique shop house, hệ thống office tower hiện đại để hình thành một tổ hợp lên đến 30.000 m2 thương mại và một tầng cinema hiện đại ở đây với diện tích là 1.100 m2, hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu shopping, ăn uống, thể thao và giải trí theo tiêu chuẩn sống quốc tế. Và quý vị có thể thấy là toàn bộ phần thương mại mặt tiền ở đây được kết nối với nhau bằng cách xử lý cực kỳ thông minh với các liên kết kiến trúc để có thể là mang đến những cái điểm nhấn hoàn hảo trong thiết kế và tạo nên một khối đế thương mại quy mô sang trọng bậc nhất trong khu vực. Ở tầng trệt nội khu thì dự án tràn ngập mảng xanh với 2 công viên trung tâm Mỗi công viên sẽ rộng là 2.000 m2, được kết hợp với các khu như là BBQ, khu cắm trại, khu thư giãn và khu vận động liên hoàn dành cho trẻ em. Hai Central Park này sẽ xen kẽ cùng với hành lang cảnh quan mặt tiền và các đệm cảnh quan theo phương ngang từ trước ra sau để tạo thành hệ thảm xanh đang cài khổng lồ bao bọc toàn bộ dự án. Và có một điều đặc biệt đó chính là đường chạy bộ dài 1.000 m được thiết kế xuyên suốt 2 zone thưa quý vị, với mong muốn đem lại cho cư dân điều kiện luyện tập cho thể chất vượt trội. Và điểm nhấn độc đáo nhất của dự án là ở đây, chính là dòng suối nhiệt đới rộng 10 m, dài 300 m kết nối chuỗi tiện ích liên hoàn giữa 2 zone. Và có thiết kế rất là hay đó chính là thiết kế phân tầng cao độ giúp cho dòng nước luôn lưu thông từ sau ra trước cùng với hệ thực vật đa dạng dọc theo suối. Và đây được xem là biểu tượng vượng khí cho toàn dự án. Và không dừng lại ở tầng trệt, với diện tích gần 6.000 m2, trọn vẹn tầng 20 của 8 khối tháp sẽ mở ra một thế giới tiện ích 5 sao trên tầng cao và mang đến những trải nghiệm wow, bất ngờ dành riêng cho chủ nhân của Astro City với hệ thống Sky Bar, Sky BBQ, vườn thiền, yoga ngoài trời. Và tuyệt vời hơn nữa quý vị có thể thấy ở đây đó chính là 6 hồ bơi vô cực ở độ cao 100m và sở hữu tầm view rộng tối đa ôm trọn các thành phố lớn và cả sông Sài Gòn. Đặc biệt với 4 tòa tháp phía sau tầng 20 của 2 tháp sẽ liên thông với nhau để tạo thành một cái không gian tiện ích thông suốt và rộng lớn đáp ứng tối đa nhu cầu của mọi đối tượng cư dân tại Astro City. Thưa quý vị, một điểm cộng bảo chứng cho chất lượng sống tại Astro City đó chính là thương hiệu CBRE với vai trò tư vấn và quản lý vận hành dự án. Bằng uy tín và kinh nghiệm toàn cầu của một thương hiệu quốc tế, tin rằng cộng đồng chủ nhân đẳng cấp của Astro City sẽ có được những trải nghiệm sống cực kỳ đắt giá và thể chất vượt trội cũng như là tinh thần hạnh phúc. Và sau những thông tin mà Quang Quý cùng với tất cả quý vị đã cùng tìm hiểu thông qua mô hình dự án của chúng ta, thì tin chắc rằng ai trong chúng ta cũng đang có một mong muốn là sở hữu cho mình và gia đình của mình một không gian sống với những trải nghiệm đắt giá như vậy, đúng không ạ? Theo đó thì Quang Quý cũng xin được bật mí, DKRA Việt Nam, tổng đại lý tiếp thị và phân phối dự án đang chính thức giới thiệu ra thị trường tòa tháp thương mại The Germany ở ngay mặt tiền Astro City. Và hãy cùng Quang Quý tìm hiểu xem The Germany sẽ có điều gì hấp dẫn quý vị nha. Đây là một trong 4 tòa tháp có thể nói là thừa hưởng trọn vẹn những giá trị từ Astro City. Không chỉ sở hữu vị trí mặt tiền đại lộ tài chính thương mại dịch vụ lớn nhất của tỉnh, The Germany còn sở hữu mặt tiền đường thứ hai thưa quý vị, đó chính là đường nội khu, là ở đây và kết nối trực tiếp ra trục đường ven kênh ở phía sau dự án. Và chính điều này đã tạo ra sự thuận tiện di chuyển, dễ dàng tiếp cận và tiện lợi kinh doanh. Và đặc biệt nữa là nhờ có bãi đậu xe ngoài trời ở khu vực phía trước, phục vụ thương mại ngay phía trước tòa tháp luôn. Và ngoài ra thì tháp The Germany cũng tách biệt khỏi các tòa tháp khác và cũng như là hoàn toàn không bị che chắn về phía nam và phía tây của tòa tháp. Chính lợi thế này đã đem lại cho The Germany những tầm view panorama tuyệt vời nhất về thành phố Hồ Chí Minh, về sông Sài Gòn, sân gốc sông Bé, quốc lộ 13 và công viên trung tâm của dự án.
Với thế mạnh của vị trí tòa tháp The Gemini trong quy hoạch dự án còn đem lại một cái yếu tố yên tĩnh và riêng tư cần thiết cho khách hàng sở hữu, không bị ảnh hưởng bởi các tháp liền kề hay là kẹp giữa những cái tháp khác. Và với kiến trúc biểu tượng tối đa mặt tiền kính như thế này đã đem đến cho The Gemini một diện mạo hiện đại và sang trọng. Thiết kế đặc biệt hài hòa với khí hậu địa phương dựa trên nghiên cứu cực kỳ kỹ lưỡng về lượng mưa, nắng, gió để cho các căn hộ của The Gemini thỏa mãn tất cả các tiêu chuẩn cao cấp. Đầu tiên đó chính là khai phóng tối đa tầm nhìn. Thứ hai, tràn ngập ánh sáng. Thứ ba, thông thoáng nhưng hoàn toàn hạn chế được bức xạ nhiệt ở hướng Tây, cũng như là tình trạng mưa hắt nhờ cái hệ lam ở phía ngoài trời. Và với thế giới tiện ích của The Gemini thừa hưởng cảnh quan và tiện ích chung tại tầng trệt như là công viên trung tâm lớn và các thảm xanh đan cài, các tiện ích và sân chơi cho trẻ em ở đây giúp và gia tăng chất lượng sống cao cấp cho cư dân. Quần thể tiện ích ở tầng 20 như là hồ bơi vô cực nè, rồi vườn yoga và thiền, BBQ, Sky Garden, coffee và nhà hàng đã hoàn thiện tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng và chỉ dành riêng cho chủ nhân của The Gemini. Và quý vị thân mến, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào cái cơ cấu của tòa tháp thương mại The Gemini để cùng tìm hiểu về các sản phẩm cụ thể nha. Bắt đầu là từ 3 tầng đậu xe liên thông toàn khu và tiếp đến là 4 tầng thương mại dịch vụ và văn phòng cao cấp. Ở tầng 19 thưa quý vị, ở đây sẽ là 12 căn hộ cao trần với chiều cao thông thủy là 4,9m, đặc biệt phù hợp cho các khách hàng muốn thiết kế cho mình một căn hộ có lửng. Tầng 20, như chúng ta đã biết, đây là tầng tiện ích trên không. Các tầng còn lại đều là tầng căn hộ tiêu chuẩn với 124 căn hộ 1 phòng ngủ, 320 căn hộ 2 phòng ngủ và 64 căn hộ 3 phòng ngủ với đa dạng diện tích từ 43m2 đến 87m2. Đảm bảo phù hợp cho mọi đối tượng từ các khách hàng trẻ thành đạt cho đến là các gia đình hiện đại hay các chuyên gia cấp cao đến làm việc tại đây. Đặc biệt từ tầng 31 trở lên thưa quý vị, chúng ta có thêm một loại căn hộ đó chính là dual key sang trọng với số lượng 8 căn khan hiếm. Và tại Top of the Gemini là tầng 38 và 39 ở đây sẽ là Sky Villa thông tầng đẳng cấp với số lượng cực kỳ giới hạn là chỉ với 4 căn duy nhất mà thôi. Đây có thể được xem là yếu tố khẳng định vị xứng tầm chủ nhân của The Gemini. Vì các khu có Sky Villa thì luôn được gọi là khu elite trong bất kỳ quần thể dự án nào. Mặt bằng tầng điển hình của tòa tháp bao gồm 16 căn hộ với 6 thang máy khách và 1 thang hàng, hoàn toàn khép kín thưa quý vị để có thể là hạn chế tối đa sự ảnh hưởng khi mà chúng ta vận chuyển đồ đạc cũng như là thu gom vận chuyển rác thải từ bùn rác. Lối vào khu vực drop off cho căn hộ và office tower riêng biệt ở khu vực bên đây và riêng biệt với các lối tiếp cận hệ thống shop house và thương mại cũng như là hầm ở phía trước. Điều này sẽ giúp phân luồng giao thông đúng đối tượng và mục đích, không gây bất tiện cho cư dân The Gemini. Và theo đó thì sảnh đón và thang máy dành cho office tower riêng biệt với hệ thống sảnh đón và thang máy khu căn hộ. Nhờ đó thì tối đa sự riêng tư cũng như là an ninh cho mỗi loại hình. Với thiết kế thông minh và hợp lý, The Gemini đem đến cho khách hàng trải nghiệm one stop cực kỳ độc đáo khi mà các không gian đều được định hình rõ ràng để có thể thỏa mãn tất cả những nhu cầu cuộc sống của chúng ta thông qua sự riêng tư, an toàn, trải nghiệm, sức khỏe, tiện ích đủ đầy khép kín và đặc biệt là dễ dàng tiếp cận. Và với rất là nhiều những đặc điểm nổi bật mà Quang Quý vừa đề cập thì việc sở hữu căn hộ cao cấp tại The Gemini hiện nay lại rất dễ dàng với mức giá chỉ từ 1,89 tỷ đồng một căn. Thanh toán 30% cho đến khi nhận nhà và đợt đầu chỉ 100 triệu đồng và 1% mỗi tháng tiếp theo. Ngân hàng VP Bank hỗ trợ tài chính với khoản vay lên đến 70% giá trị sản phẩm trong vòng 25 năm. Ân hạn nợ gốc và tài trợ lãi trong vòng 24 tháng quý vị nha. Và đặc biệt hơn nữa, còn có thêm những chính sách chiết khấu thanh toán nhanh lên đến 12%, chiết khấu khách hàng sỉ lên đến 4%. Không dừng lại ở đó, còn chiết khấu thêm đến 2,5% cho khách hàng lựa chọn phương án thanh toán ưu đãi đặc biệt. Ngoài ra, chúng ta còn có cơ hội rút thăm may mắn dành cho khách hàng với tổng giá trị giải thưởng lên đến 12 tỷ đồng và nhiều chiết khấu thêm cho những suất đăng ký nguyện vọng đầu tiên của tháp The Gemini. Thưa quý vị, chúng ta vừa có một chuyến tham quan khám phá phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp Astro City thật chi tiết và sống động đúng không ạ? Tin rằng mọi người cũng sẽ đồng ý với Quang Quý là Astro City sẽ là một biểu tượng kiến trúc, một điểm đến check-in đẳng cấp của thành phố Thuận An trên đại lộ tài chính, thương mại, dịch vụ lớn nhất Bình Dương trong tương lai của chúng ta.
Và với siêu phẩm The Germany vừa được tung ra thì chắc chắn là quý vị sẽ dễ dàng lựa chọn cho mình một căn hộ phù hợp để có thể trở thành chủ nhân của thành phố của các vị sao Astro City.